có dữ chưa. Ồ, ôi đẹp thiệt luôn á. Ở đây là lũ cá kèo, lũ cá kèo bà huyện Thanh Quan nè. Rồi ở đây là ngân hàng Nam Á nha, ngân hàng Nam Á nè các bạn, quá lớn luôn. Wow, đèn sáng trưng ha. Bệnh viện mắt này các bạn, bên trái mình á, buổi tối vẫn hoạt động ha. Mình đang đi trên đường Nguyễn Thông, trước mặt là Điện Biên Phủ. Ở đây có cái biệt thự đẹp quá. Ở đây lũ cá kèo bà huyện Thanh Quan nè. Nhà của ai là quá cho lớn luôn nè các bạn. Quá dữ chưa. Ồ, ôi đẹp thiệt luôn á. Ở đây là lũ cá kèo, lũ cá kèo bà huyện Thanh Quan nè. Đây mình quẹo qua Ngô Thợ Nhiệm nha. Ở đây có biệt ráp. Biệt ráp này cũng được lắm các bạn. Vô làm mấy chai bia rồi kêu dĩa mồi gà rồi đó. Rồi ở đây là ngân hàng Nam Á nha. Ngân hàng Nam Á nè các bạn. Quá lớn luôn. Wow, đèn sáng trưng ha. Giờ đèn vẫn còn sáng trưng ha. Ngân hàng Nam Á bà chủ là bà Tư Hường á. Nhưng mà giờ bà đã mất rồi. Chưa là bà Tư Hường là thay sinh ra cái ngân hàng Nam Á đó các bạn. Rồi bây giờ mình quẹo qua đường Nguyễn Chiểu hướng về quận 5. Đây mình đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu nha, hướng từ quận 3 về quận 5 có một chiều thôi. Các bạn nhìn vòng vòng hai bên đường kinh doanh buôn bán. Sau một tháng xã hội cho hoạt động trở lại bình thường, giãn cách xã hội đã hết. À, Sài Gòn đã trở lại nha các bạn. Sài Gòn đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Covid đó, nhiều chỗ bị lắm, F0 nhiều lắm, thấy là hẻm á. Cửa hàng bán kinh doanh quần áo, đồ ăn, đồ uống rồi nè, mở rồi hết rồi đó. Vui quá trời vui luôn. Bây giờ mình sẽ quẹo trái qua
qua đường Nguyễn Thị Minh Khai nha. Rồi ở đây là đường Cao Thắng nè. Đó, mình chạy lòng vòng nha ban đêm cho các bạn xem nha. Bây giờ là 6:30. Kêu. Ngày 4 tháng 11. Mình đang đi làm về nha các bạn. Chẳng mình quay vòng vòng đường phố Sài Gòn chơi luôn. Ở đây có bò lá rô nè. Bò lá rô. Chỗ này bán ngon lắm. Đường Hùng Vương, quận 5.